trên cho lật bài ngửa quýnh luôn. Có nghĩa là cho Kiệt lộ cơ gần như là 95% rồi. Để làm chi? Càng lộ lúc này để cho người ta càng thức tỉnh. Nhưng mà khi lộ sâu quá về cõi cõi trời, cõi vô hình, người ta không bao giờ nghĩ được là một con người sống nửa phàm nửa thánh, tiếp xúc cả hai thế giới, rồi mang ra cái tiếng này để đi nói lưu truyền cho mọi người để mà thức tỉnh. Hồi xưa cũng giống như Đức Thầy, không có đi học mà Ngài cứ rao giảng cho 6 cuốn thơ Lục Bát, cũng vẫn bị chửi. Ngày xưa Chúa Giê-xu là một vị thánh, cũng con Thượng Đế nha, xuống trần lập đạo ông giáo, họ đâu có tỉnh, cũng đóng 3 cái đinh. Chẳng lẽ nhân loại cứ làm lỗi tới làm lỗi vui hoài, không có bao giờ chịu nhìn ra sự thật. Từ đây tới cuối năm, nước Việt có một sự biến động lớn, thay đổi lớn. Nhưng mà cái sự lớn như cỡ nào mình không biết. Ở đây mấy anh chị, mấy bác có ai thân nhân Việt Nam coi chuẩn bị đi. Kiệt nó nhắn nhủ kêu mua số hành trang, làm cái wally để sẵn nhà. Lúc trước có kêu mua sẵn, nó không có, có mấy clip có kêu. Gạo đồ là bình thường phải không? Có nhiều người nói sao 3 tháng tôi chờ hoài không thấy. Thiên cơ là đi hàng nghìn năm, mà mình nói là tính theo tuần với theo tháng, chứ mình đâu có nói theo ngày theo giờ đâu. Mà tự vì cái tâm của con người giờ nó rối loạn à, cứ chậm chút xíu là chịu không có nổi. Giống như y như là đứng chờ cái đèn á, nó không tới 1 phút nữa mà mình thấy chờ quá lâu. Rồi cái vừa lên đèn xanh, cái thằng trước nó lo nhắn tin, cái là chưa, người ta chưa kịp nhắn cái tin nữa là bấm còi ta. Cái đó là lỗi đâu phải thằng nhắn tin, mình lỗi là tại cái tâm của mình nó không có ổn định. Thì con người lúc này, mọi người nhất là Houston rất là có phước, rất là có hữu duyên về đường đạo. Mấy gì nói thì nên chậm chậm lại. Mình cũng đã vượt qua coi như là 95% cái đường hầm, còn tí xíu nữa mình sẽ vượt qua khỏi cái này. Covid là mình vượt qua, hôm nay mình ngồi vậy đúng không? Rồi chiến tranh là nó đã khởi nguồn rồi, nhưng mà khởi nguồn nó không khởi nguồn là Nga, mình thấy rồi đó, nó đang càng đánh càng thua. Thì tới Trung Cộng á, nó cũng y như Nga vậy. Thì lúc đó đó Phật Thánh Tiên sẽ hiện hình lên hết. Phật Thánh Tiên chỉ khi nào hiện, không còn chế độ độc tài. Độc tài có nghĩa là con cháu của thiên ma đó, của quỷ á. Không còn những cái người gọi là phe đảng. Không còn những cái thân thế, thân thích rồi được dùng tiền, dùng quyền lực để mà mua quan mua chức, không còn những cái đó nữa. Thì lúc đó Đức Thầy mới xuất hiện được. Khi nào mà nước Việt Nam còn chế độ cộng sản, Đức Thầy không có xuất hiện được, Kiệt cũng sẽ không bao giờ về Việt Nam được. Thì cái nước Việt, các Kiệt đã nói cách đây hàng mấy năm, sẽ không, con người sẽ không bao giờ giàu được, và cứ sống lây lất, chết không chết, sống không sống, giống như cá mà bây giờ nằm ở dưới bùn như cờ lắc vậy, khô nước, không có nước để lội, không có đồ ăn để ăn. Người Việt vậy đó. Công ty thì từ từ nó rút đi hết. Bữa hổm trên mạng có mấy người hỏi, ô bây giờ ở Việt Nam chuẩn bị gì anh Kiệt? Này, mày chuẩn bị mấy cây tre, mấy cây trúc ở ngoài đó, mày để mấy coi mây á, để làm chi? Để mày quất mấy thằng công an, để sắp sửa rồi. Nó đông quá. Ở trên nói rồi, mày đừng sợ, công an nó như đàn vịt thôi, đến lúc mà đụng chuyện rồi nó lo nó không xong. Hai hỏi gì không? Không ai hỏi, mình nói mênh mông á. Nóng quá cũng khó nói mênh mông. Khi nào sư phụ về Việt Nam, bọn con đi theo được không? Tôi sắp đi rồi. Tuy là mình thấy hiện giờ khó, nhưng mà không phải không có khó.
cái nhiệm vụ chính vẫn là lo cho cái núi Cấm, lo cho nước Việt Nam. Còn nội đây là với ở Thiên Long Sơn ở Cali là phụ công ty làm ra tiền, là giống như thao trường vợt võ là phụ. Tại vì làm chủ một công ty lớn á, nó cũng y như điều hành một quốc gia vậy. Ở trong đó nó có manager, supervisor, leader, rồi những cái thành phần mễ, mi đen, đồ nó quýnh lộn tá lả. Mà mình điều hành được một công ty á, nó cũng như một cái nguồn máy vậy đó. Là thao trường, huấn luyện. Làm được Thiên Long Sơn xây dựng, mình biết cái gì nên đặt lên để lưu truyền. Từ mỗi cái tượng mình cũng phải làm tượng của người Việt, làm đích tay đích thân người Việt đục cái tượng của mình. Chi khi sau này con cháu mình nghìn năm á, mà nó hiểu được cái tượng này từ đất nước Việt Nam, từ những bàn tay của người Việt, thì nó lại yêu nước Việt. Còn tự nhiên bây giờ mình đi qua tàu, mình đặt tàu nó chạy bằng máy CNC, nó làm mấy tượng á, rồi về nó khác theo kiểu giống tàu mà. Rồi sau này con cháu mình lớn lên á, nhìn hỏi nó sẽ biết được cái nguồn gốc mình mua tượng này đâu nha. Nên tàu có phải là mình làm cho nó hơi bị buồn chút không? À, cho nên làm gì mình cũng nhìn thấu xa. Sẽ được hết, nhưng mà trước tiên mình này mình mới có 2-3 tháng, nó còn mới quá thì hiện bây giờ á, mình phải tìm một developer để nó vẽ một cái master plan. Nó cũng giống như vẽ hết cái mảnh đất này, nó sơ đồ cả hết, thì lúc đó đó mình mới chấm chỗ nào phần nào của Thiên Tấn Kiệt Lo phần nào giao lại cho mỗi người, giống như con vừa mới phát tâm thì nó cũng phải nằm đúng cái vị trí. Ở trong này nó sẽ có board director, họ sẽ nghiên cứu coi cái này nó đặt ở chỗ nào. Thì phát tâm thì vẫn giữ lòng tin đi, sau này sẽ làm được hết á. Mình làm cái gì mà chào. Nhiều người lại thì khi họ lại là họ hiền, họ có phước, họ đều chia phước cho cái người đặt cái tượng đó. Mà khi con phát tâm kiểu này vậy là mấy trên chứng đó rồi. Được dược sư hả? Hoặc thuốc đó hả? Có một lần nói tới đâu nhớ kể chuyện đó, cách đây khoảng 8-9 năm, có một đứa bé không 10 tuổi, nó bị bệnh chết rồi. Rồi cái bà nó Việt Nam về là như mười mấy cái ống rút. Cái lúc đó Kiệt mới thấy đứa bé nằm trên giường, tại bạn của bà nó nhìn thấy tội quá. Lúc đó cái trong cái bệnh viện nó chật chội lắm, chỉ tìm góc chính cái ngồi xuống, thỉnh Phật dược sư xuống, cái ngày xuống, chỉ có ngày mới cứu nổi đứa bé này trên thế gian này, cứu nó. Và xong khoảng chừng 5-10 phút vậy đó, thì ngài mới nói lại, ngài nói là con phải chờ 2 tuần sau đứa bé này sẽ tỉnh lại. Mà trong khi nhà thương đã tuyên bố là nó chết rồi, không có đường nào để mà sống hết trơn á, những cái máy nó cũng ngừng hết này. Rồi xong cái mình mới nói lại với ba nó là đừng lo, 2 tuần nữa nó sống. Đúng y chang, 2 tuần sau nó sống lại.
Bây giờ nó lớn rồi, bữa xuồng mới gặp lại cách đây 3 tháng. Bé nó bây giờ cao, nó cũng mới lên núi Thiên Long Sơn lại. Cho nên Phật Dược Sư rất là hữu. Mình muốn nói cái điểm này để cho bà con có lòng tin là thiệt á. Phật A Di Đà hữu tiếp xúc rồi, Phật Dược Sư là càng thiệt luôn. Tại nói lên clip này là những cái gì mà chứng kinh nghiệm qua đó là thiệt. Cho nên Phật Dược Sư á, khi mình bị bệnh nặng cái gì đó mình khám ngày á, 100% thiệt. Người đời cứ nghĩ là Phật Thích Ca là thiệt, dĩ nhiên là mang xác phàm, là có cái lịch sử của trái đất, của nhân loại thì là thiệt. Nhưng mà những vị Phật mà mình thờ, Phật Bảo Ngâm hay là Phật Ngài Địa Tạng, Phật Dược Sư, Phật A Di Đà đều là nói qua từ lời của Phật Thích Ca nói lại. Cho nên bên Nam Tông khất sĩ họ không có tin. Họ nói Phật Bảo Ngâm là không có thật, Phật Địa Tạng không có thật, Phật Địa Tạng là càng thật luôn. Rồi Phật Dược Sư là thiệt nữa. Mình dám nói này bảo đảm có. Chính là chết. Ba vị, khấn ba vị. Phật A Di Đà, Dược Sư, Quán Âm. Đến nỗi hả, một cái bình nước biển ha, trên cái cây đó, nằm bất tỉnh bên nước biển thức giúp mình dậy. Thì mình thấy là một bệnh viện 7-8 loại thuốc luôn. Trời ơi, thấy nguyên cái cây thấy nản luôn. Mình nản lòng luôn. Cái hỏi mình đứng đây con quay nè. Gần gần gần, gần cái tiếng á. Hơi xa cái tiếng không biết nó vô không. Không biết cái gì. Nên bởi Không. Có ở bệnh viện nó cho 7-8 loại thuốc. Nó là thuốc gì đó, trị sinh. Nói tao bị cái gì mà thấy ghê quá vậy. Tao thấy tao nản quá rồi. Xong cái nó nói mày trong virus. Mới đầu vô bác sĩ nó đoán là bị viêm màng não. Ba ngày ba đêm không cho ăn uống gì hết. Cái xét nghiệm màu như anh kể cho mình nghe. Không, mình nói tóm lại là có thật. Cho nên người nào mà có duyên với Phật nào cũng tốt hết. Hả? Chỉ có Phật Hồ Chí Minh là không có thiệt. 100%. Ai muốn đánh cá kiểu nào mình đánh cá. Nhưng mà hầu như 90 triệu là tin là Phật Hồ Chí Minh là thiệt. Cái đó mình có nói chuyện với ổng. Nếu mà đã là Phật thì tại sao có phải có hai ông thần kè ổng cái bên, ổng mới đi ra khỏi cái địa ngục để mà lên nói chuyện với mình được. Phật là phải tự tại phải không? Không có cần ai phải canh gác hết vậy. Đi đứng. Hả? Ở trong nhà mình thờ một Phật thôi hay là mình thờ bao nhiêu cũng được? Ở trong nhà mình thờ Phật có biết như... tức là thường mình thờ Tam Thánh thôi, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Thế Chí là đủ rồi. Người vợ anh thì lại Phật Bà Quán Âm, anh lại Phật A Di Đà đi. Nếu mà anh muốn thờ Phật Mẫu thêm thì Phật Mẫu là cha mẹ của tất cả các Phật. Anh hiểu không? Tức là dấu anh đeo á. Đêm nào em cũng khấn. Còn tất cả các Phật là cũng giống như là thầy giáo của Thượng Đế thôi. Một PhD vậy đó. Ra một cái môn phái, ra một cái công thức, một cuốn sách. Trong một cái thư viện sách. Đó là... Chứ còn đạo á, là mình cứ thờ cha là đạo thiên. Là cha, nhưng mà ở dưới mình cứ học theo vị nào mình hợp, mình cứ học theo. Vậy con nghe sư phụ nói sau này là chỉ có thờ cha, học Phật là chỉ có thờ Thượng Đế với Mẫu thôi hả sư phụ? Đó nói người Mỹ. Con phong tục của mình đã lưu truyền rồi. Cha mẹ không có chấp mấy cái đó nhiều. Nhưng mà cái đạo thiên tâm á, sau này nó sẽ lưu truyền khắp thế gian để mà nó thống nhất lại. Trước khi tận thế mình có thánh chiến Hồi giáo đấu với Công giáo. Hồi giáo nó có mấy phe đó nghe, ở bên Trung Đông á thì là toàn là thánh chiến không. Nó đem chiếc máy bay nó đâm vô hai cái Twin Tower của hai tòa tháp á, cũng là thánh chiến đúng không? Nó cái thằng phi công mà đâm vô, thằng mà cướp máy bay á, nó nghĩ là Allah tức là cha đó, là Thượng Đế
thưởng cho nó 500 cô gái đẹp phải không, nó đâm vô sai hết, gọi là Atula ma quỷ, nó cứ mượn danh để mà làm chuyện bậy bạ. Cho nên cuối cùng á là sau này không một đạo một, cái dấu hiệu này sẽ thống nhất toàn thế giới. Dấu hiệu này nè, ở trên hội đồng chư Phật với Thượng Đế á, đã thống nhất cái dấu hiệu này rồi. Cái dấu hiệu này có ở tầng trời Đâu Xuất Thiên, là tầng trời của Phật Di Lạc đang ở nội cung á, là đã ra cái này. Rồi giờ xuống thế gian á, là sư phụ là người truyền tin truyền lại cái dấu hiệu này cho nhân loại để lưu truyền 3.000 năm sau mình sống ở thời vàng kim, con người sau này không có Covid, con người sau này không có khổ, con người sau này á, không có tranh giành nhau chút quyền lợi hay là đất đai gì chứ á, sống rất là trang hòa nhân ái, tất cả các nguyên thủ quốc gia đó cùng một tiếng nói, chứ không có phải mà đấu đá tranh chấp với nhau như kiểu gì nó quá sức tùm lum la. Thì là sao là đạo? Tại sao khói Ả Rập Saudi á, khói dầu hỏa đó, thì nó binh nhau, nó binh qua tới Mã Lai, nó binh qua tới Indo luôn, tức là nguyên cái khói mà đạo Muslim, đạo Hồi á, là nó bưng bít với nhau. Rồi mà nguyên khối đạo Công giáo bứng nhau, tức là vẫn còn chia rẽ. Họ cũng là thờ Thượng Đế, nhưng mà họ chia rẽ ra cùng đạo. Cho nên cái đạo Thiên Tâm trong tương lai sẽ thống nhất toàn thế giới là vậy đó, để không còn chia rẽ cái trái đất này nữa. Thì lúc đó nhân loại của mình đã sống qua ở cái thời gọi là ba chiều rồi, gọi là 3-4 dimension, cái nghĩa là mình sống chung với thần tiên rồi. Hiện giờ là mình đang sống chung rồi đó, gần rồi đó. Thì con người của mình, con cháu của mình, nó sẽ tiếp cận với những người gọi là cực kỳ siêu thông minh, là đi ngoài không gian vũ trụ luôn. Qua ra ngoài đó đó có những cái mà rất là hay, giàu có, học sòn kim cương, nó không có đất đá bùn như vậy, nó không có thô kệch như mình nữa không. Rồi lúc đó mình đâu còn dành mấy cái chuyện lặn lọn con ở dưới thế gian làm chi nữa. Không có vòng vòng mình. Một ngày không xa, tất cả những cái ma mị, những cái ác, nó sẽ tự động nó đi biến. Trong đó có một đống, vẫn là San Jose có cả trăm cái chùa. Ở đây không biết có mấy trăm cái nữa. Mấy trăm đi, tự nhiên chi, tại vì mỗi ngày mà xuống môi trường á, ông nói ồ, mấy ổng mới đem về Việt Nam 600-700 nghìn đô á, mấy ổng mới chịu đi về. Tại vì ông nào cũng là đảng viên không à. Đến khi mà chế độ bệnh thay đổi, ban tiên giáo thay đổi, họ không còn là đảng viên nữa, thì mấy ổng đâu phải là tu thật đâu. Mấy ổng còn mừng nữa, thôi mà chùa màu vàng tôi sơn lại màu trắng tôi bán, tôi không còn lén lút đi với vợ con tôi nữa, tôi tự do công khai. Cho nên sẽ có một số chùa chiền sau này sẽ bán. Còn hiện giờ thì mình đang thấy gì? Một cái hệ thống đạo đức, gọi là đạo đức suy đồi của thời mạt pháp, mà ngày xưa kinh Pháp Phật Diệt Tận là Ma Dương nó đã hâm Phật Thích Ca, nói sau này thời mạt pháp 2500 năm sau Cù Đàm, bữa nay vụ Cù Đàm được không, vụ Phật cũng được, vụ gái đẹp tôi dụng được, nói 2500 năm sau cho con của ta xuống mặc áo của nhà ngươi, cạo tóc, đọc kinh Lăng Nghiêm của nhà ngươi luôn, dụ mấy con cháu nhà ngươi đi xuống cái cầu hết. Ma Dương giống như mafia của Ý, thằng dân chơi xăm mình
thằng gian chơi xăm mình chĩa súng đi ăn cướp tiệm vàng. Cái thằng gian chơi xăm mình á, nó còn thì nó còn sợ gọi là ma con á, nó còn sợ cảnh sát. Còn mafia của Ý á, nó đâu có sợ cảnh sát. Mình ví dụ chú Lăng Em như cảnh sát vậy đó. Đến lúc mà ma thứ thiệt á, chú gì nó không sợ hết trơn á. Cả sư phụ nó quýnh con Lăng cầu cù mấy lần rồi đó. Cho nên tùy theo cái lực của ma, Phật thì 10 nó thì cũng 9, không có phải tệ đâu. Thì ở ngoài cái xã hội vô hình nó cũng y như kiểu mà ngoài đời mình vậy đó. Dân ma, mấy dân chơi sợ cảnh sát chứ mafia làm gì sợ cảnh sát. Nhiều khi nó là cảnh sát luôn nữa. Dọn qua bánh cho gọn là hết. Ê Du, mày lái chiếc xe ra ngoài này Du. Ok. Để giờ rộng rộng một chút cỡ gần chút hay chạy vô. Hoặc là lũi trong cái góc đó vô. Ví dụ tụi con muốn xây cất á, ở nơi trên miếng đất này nè. Sư phụ làm cái project thì master con, plan. Dạ, master plan thì con lúc đó tụi con sẽ có một cái ý định, ví dụ như trong nhóm đó, ai muốn tượng Phật Di Lặc nè, Phật A Di Đà, Quán Thế Âm thì mình ghi danh vô rồi mình cũng cúng nhiều bao nhiêu rồi mình sẽ có thể order ở Việt Nam. Và ở đây cũng có một số người, nếu mà ai mà đạt được á là order Việt Nam á, mình chuyển qua. Tụi con nghĩ là mỗi người góp một bàn tay những cái project đó, mình lên kế hoạch, xong mà ai muốn cúng nhiều cái phần mình ghi danh vô. Cái hồi xưa á, là không có nhận đệ tử. Gần đây á, trên mạng nói ủa sao hồi xưa nó không nhận tử, bây giờ nhận đệ tử. Cái này là Phật. Lúc trước á, là mấy vị nói á, là cửa thì cửa cổng núi Thiên Ông Sơn ở Cali á, là ở trên cha đóng, mấy vị đóng là vì sư phụ không có ở Mỹ, sẽ đi về Việt Nam. Cái sự thương ở Thiên Long Sơn thì sư muốn độ người ở Mỹ nữa, nhưng mà cái nhiệm vụ chính, cái nghề chính là không phải ở đây. Thì từ đó mới ở trên nó, nếu như vậy thì cho nhận đệ tử mới để mà biết trong gia đình, để mà giao lại mỗi đứa một trách nhiệm. Thì ở Houston này sau này cũng sẽ nhận đệ tử, người nào có tài nào, có cái tâm gì để mà bảo quản cái núi này. Chứ phụ đã mua rồi, chứ phụ không có đụng tay vô, chỉ làm những cái chuyện lớn thôi. Chuyện đặt tượng với cái ấy ra cái sơ đồ bự. Còn cái chuyện ở đây là do sau này những cái đệ tử ở đây sẽ quý xí. Tự vì mấy con ngồi đây nên nhớ nha, quý vị ngồi nên nhớ. Mình ra khỏi cái khu này, mình về khu Hồng Kông đi. Ở trong đó, cộng đồng của mình đó, nó có cả 5-7 phe, cả chục phe. Cái nồi cháo heo ở đây á. Cái anh Hoàng Duy Hùng của mình nó không tới gờ chán cái phụ lại phụ đó, cảm ơn ổng rồi á. Nó nhiều lắm, cái tâm của con người nó ghê gớm đó. Cali cũng vậy, miền Nam Cali cũng vậy. Mỗi hội đoàn với phụ cho biết nhiêu tiền, nhưng mà cuối cùng sư phụ biết là họ chỉ là gạt người hải ngoại thôi. Họ giả bộ chống cộng nhưng mà họ chống cùi á. Chống cho có chừng á, để cho mà giữ cái đảng lâu của bển á. Thì sau này những đứa họ thiên, khi những đứa họ thiên đã biết ông trời là ai rồi đúng không? Đã biết cha trời mẹ đất là ai thì còn chút biết sợ, thì còn biết tu thì mới bảo quản được cái này nó lâu bền. Còn nếu mà đưa mà không có đúng người á thì thôi, nó sẽ thành cái gì? Nó thành một cái nơi chắc thành vũ trường đây cũng không chừng. Hay là trời trời bán cá cũng không chừng nữa, đúng không?
cho nên mấy con đều có phần tham dự hết. Nhưng mà từ từ đi.